Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học, xem vị trí nốt ruồi cũng có thể đoán định được một phần tính cách hay hậu vận của một người. Nốt ruồi trên cơ thể được ví như cỏ cây, gò đất trên núi đồi màu mỡ. Vạn vật tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Nốt ruồi trên cơ thể người cũng vậy. Có những nốt ruồi mang điềm báo không tốt, nhưng cũng có nốt ruồi giúp chủ nhân gặp được may mắn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những nốt ruồi báo hiệu sự may mắn, tài lộc trên khuôn mặt của người đàn ông. Nếu sở hữu những nốt ruồi này, bạn tuyệt đối không nên xóa bỏ. Vậy để tìm hiểu xem đó là những vị trí nốt ruồi nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, nốt ruồi ở giữa hai lông mày. Theo quan điểm của người xưa, vị trí giữa hai lông mày được gọi là cung sự nghiệp. Nhìn vào vị trí này, người ta có thể dự đoán về sự nghiệp, khả năng thăng tiến của một người. Nếu đàn ông sở hữu nốt ruồi ở giữa hai lông mày, nốt ruồi không quá to, cân đối, hình dạng và màu sắc vừa phải, thường là người giàu sang, thành đạt. Trong cuộc sống, những người có nốt ruồi giữa hai lông mày thường rất thông minh, tài năng hơn người. Họ luôn giữ được một trái tim nóng cùng một cái đầu lạnh, tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Chính vì vậy, đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường đạt được những thành công sớm hơn so với những người cùng tuổi. Tuy nhiên, cũng vì quá tài năng, họ là người dễ tự phụ, coi thường người khác, dẫn đến việc hay bị ghen ghét. Nốt ruồi ở hai bên má. Người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở hai bên má thường là những người cần cù, chăm chỉ và có ý chí vươn lên. Trong công việc, họ là người tận tâm, có trách nhiệm. Đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường là người tự lập. Họ tự phấn đấu, vươn lên bằng năng lực của bản thân, chứ không thích nhờ cậy vào người khác. Thành công với họ thường đến chậm nhưng bền. Sau thời gian dài cố gắng phấn đấu, họ cũng vươn tới đỉnh cao danh vọng ở tuổi trung niên. Đàn ông có nốt ruồi bên má trái là người tài năng, giỏi giang. Đàn ông có nốt ruồi bên má phải là người khôn khéo, may mắn. Tuy nhiên, đàn ông sở hữu nốt ruồi này cũng là người khá bảo thủ, thích làm mọi việc theo ý mình, không thích lắng nghe những lời khuyên răn, góp ý từ người khác. Thứ ba, nốt ruồi trên khóe miệng. Đàn ông sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng đa phần đều giàu sang, phú quý. Trong cuộc đời, họ ít khi phải lo lắng đến chuyện cơm ăn, áo mặc. Sở hữu tài năng hơn người lại gặp thời, gặp thế. Đàn ông có nốt ruồi này gây dựng sự nghiệp thành công từ tuổi đời còn rất trẻ. Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở khóe miệng bên trái là người ăn nói khéo léo, là người có tài ngoại giao. Đàn ông có nốt ruồi ở khóe miệng bên phải là người thông minh, nhanh nhẹn, dễ phát tài, phát lộc nhờ việc kinh doanh. Đàn ông sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng thường có hậu vận rất tốt. Họ có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người bạn đời, con cái thành đạt, hiếu thảo với cha mẹ. Nốt ruồi trên trán. Người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở giữa trán có đường công danh, sự nghiệp rất sáng lạn. Họ có nhiều tài lộc, công việc lúc nào cũng thăng tiến, gặt hái được nhiều thành công. Nếu cố gắng phấn đấu hơn nữa, sẽ đạt được địa vị cao trong xã hội, được mọi người kính nể. Những người này, tuy tuổi thơ phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, nhưng càng trưởng thành, cuộc sống càng sung sướng, ổn định. May mắn họ được trời phú cho sức khỏe tốt, cả đời không lo ốm đau, bệnh tật. Nốt ruồi trên đuôi mắt trái. Là người thông minh, tài giỏi, có khả năng sáng tạo độc đáo. Trong công việc, người có nốt ruồi trên đuôi mắt trái luôn tiên phong hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Họ dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp của mình. Vì vậy, những người này sớm muộn cũng sẽ đạt được nhiều thành công. Tuy có thu nhập cao, nhưng họ không vì thế mà chi tiêu hoang phí, vung tay quá chán. Những người đàn ông này thường áp dụng kế hoạch tiết kiệm tài sản cho tương lai. Họ mong muốn sau này vợ con được sống trong sung sướng, đầy đủ, không phải thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Nốt ruồi ở trên mũi.
Đàn ông nốt ruồi trên mũi là dấu hiệu của sự phát tài, giàu có. Ngay từ nhỏ, họ đã ham học hỏi, khám phá những điều mới mẻ, tích lũy kiến thức cho mình. Khi trưởng thành, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người này được mọi người yêu quý. Không những thành công trong công việc, sự nghiệp mà họ còn là những người có kỹ năng ứng xử rất tốt. Đàn ông có nốt ruồi ở trên mũi sẽ trở nên giàu có kể từ tuổi 35. Họ có tài sản khổng lồ mà ít người ngờ tới. Không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà những người này còn có đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Sau khi kết hôn, họ sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, an nhàn của người bạn đời xứng đôi, vừa lứa. Môi trên có nốt ruồi. Nốt ruồi ở môi trên được coi là nốt ruồi may mắn. Đàn ông sở hữu nốt ruồi này là kiểu người đa sầu, đa cảm, luôn suy nghĩ cho người khác. Họ có rất nhiều bạn bè thuộc phái thực dụng, thích ăn món ngon và có lộc ăn, cả đời không phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền. Hơn nữa, mẫu đàn ông này đều rất lạc quan, họ thích chủ động theo đuổi đối tượng trong lòng và sẽ dũng cảm thổ lộ tình cảm. Sống ở bên những người như họ, cả đời bạn sẽ không bao giờ lo sợ, nhàm chán. Nốt ruồi ở vai. Người đàn ông có nốt ruồi ở trên vai làm việc gì cũng rất chắc chắn, suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Trong cuộc đời, họ được hưởng nhiều tài lộc và may mắn trên con đường phát triển công danh, sự nghiệp. Sớm muộn những người này cũng gặt hái được nhiều thành công, được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý. Tuy vậy, họ lúc nào cũng khiêm tốn và cư xử có chừng mực, không bao giờ kiêu ngạo hay tỏ ra khinh thường người khác. Đó là lý do tại sao người đàn ông có nốt ruồi ở vai được mọi người yêu quý rất nhiều. Quý vị thân mến, để đoán biết được sự may mắn của một người, không chỉ dựa vào nốt ruồi mà nhìn qua lông mày, ta cũng có thể đoán được điều tương tự. Bởi theo nhân tướng học, lông mày là một trong 6 ngũ quan thể hiện phần nào cảm xúc của gương mặt. Mỗi người đều có một kiểu lông mày khác nhau. Việc xem tướng qua lông mày có thể đoán được một phần tính cách và vận mệnh của thân chủ. Điều này đã được nghiên cứu và chiêm nghiệm từ xưa đến nay. Nhìn vào tướng lông mày trên khuôn mặt của đàn ông, ta có thể đoán định được phần nào tính cách con người, vận mệnh trong tương lai. Sau đây là những đặc điểm lông mày cho thấy người đàn ông luôn gặp may mắn, được quý nhân hỗ trợ, con đường công danh và sự nghiệp hanh thông, phát triển thuận lợi, tài lộc triền miên. Nếu bạn sở hữu những dáng lông mày sau đây, tuyệt đối không nên sửa, kẻo đánh bại tài lộc và may mắn. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, lông mày hình rồng. Lông mày hình rồng thường có đặc điểm sợi lông mày đậm và dài, đầu lông mày mỏng, đuôi lông mày rậm và cao hơn đầu lông mày. Người đàn ông sở hữu lông mày rồng thường rất thông minh, tài trí và gặp nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp. Trong tương lai, tướng người đàn ông này sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp. Trong đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn, chắc chắn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Về cuộc sống gia đình, tướng người đàn ông này cũng rất hạnh phúc. Gia đình ấm no, bố mẹ sống thọ và anh chị em trong nhà đều đầy đủ và sung túc. Lông mày rậm là những người tự tin, giỏi giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống. Dù có phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ lúc nào cũng giữ một cái đầu tỉnh táo với sự lạc quan, tích cực. Nhờ sự bình tĩnh, tự tin đó mà những người đàn ông có tướng lông mày rậm thường giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Lông mày hình kiếm. Lông mày hình kiếm thường có những đặc điểm như đầu và đuôi lông mày khá nhọn, tạo thành hình tam giác, có hình giống với thanh đao. Những người đàn ông sở hữu tướng lông mày này rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân, luôn có trách nhiệm với cuộc sống của mình và mọi người xung quanh. Bởi vậy, họ nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của rất nhiều người, sớm muộn gì cũng đạt được quyền lực, địa vị cao trong xã hội. Ngoài ra, đây cũng là tướng người thông minh và có học thức sâu rộng, thích khám phá và thường trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nếu phát huy được khả năng của mình, sớm muộn gì, những người đàn ông có tướng màu này cũng trở thành những người lãnh đạo giỏi. Lông mày cọp. Lông mày cọp là tướng lông mày to, dài hơn mắt một chút. Sợi lông mày có phần rậm và thô, phía đuôi lông mày thường vểnh lên.
Sở hữu tướng lông mày này cho thấy đây là người đàn ông có nghĩa khí, nam tử Hán đại trượng phu, làm việc gì cũng chắc chắn, cẩn thận. Nhờ vào sự mạnh mẽ, quyết đoán mà họ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Một khi đã quyết định điều gì, hiếm ai có thể khiến họ thay đổi ý kiến của mình. Thế nhưng đôi khi, tính cách này lại khiến mọi người hiểu lầm rằng họ độc đoán, bướng bỉnh và bảo thủ. Lông mày giống sư tử. Lông mày đậm, rõ nét, bề ngang khá lớn, đuôi lông mày cong xuống là dấu hiệu của những người đàn ông sẽ làm nên đại nghiệp. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã thông minh, tài trí hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi lớn lên, tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng và xây dựng một sự nghiệp mang tầm cỡ vĩ đại. Đối với những người đàn ông này, không có khó khăn nào là không thể chinh phục. Một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ phấn đấu tới cùng. Dường như họ chẳng bao giờ chịu đầu hàng số phận, dù đã trải qua nhiều lần thất bại, vấp ngã, nhưng họ vẫn kiên cường đứng dậy và bước tiếp trên con đường thành công. Đây quả thực là mỗi người đàn ông lý tưởng của biết bao người phụ nữ. Lông mày hình chữ nhất. Lông mày hình chữ nhất hay còn được gọi là lông mày ngang. Tướng lông mày này thường có khoảng cách vừa phải, bản ngang khá to, dài bằng hoặc dài hơn mắt. Sợi lông mày đen mịn, đầu và đuôi lông mày to bằng nhau và phẳng theo hình chữ nhất. Những người đàn ông có tướng mày này có tính tình nhân nghĩa, thông minh và khí chất. Tuy nhiên, mỗi người này lại thiếu khéo léo trong đối nhân, xử thế nên dễ đắc tội với người khác. Trong cuộc sống gia đình, họ thường kết hôn sớm nhưng vợ chồng luôn hòa thuận và sống rất thọ với nhau. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích hơn nữa trong cuộc sống. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.